Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư Phan Nhân .com, một công ty chuyên cung cấp các loại ống áp lực, các loại dây áp lực, và chúng tôi nhận cung cấp và bấm đầu các loại ống áp lực. Thì hiện tại là chúng tôi đang có rất nhiều cái loại ống cụ thể và máy móc đây anh chị các bạn. Đó. Máy móc dùng để bấm ống á, bấm đầu ống đây. Thì các loại ống áp lực thì chúng tôi có ống áp lực loại ống đen, ống cao su, ống 1 lớp bố, ống 2 lớp bố, ống 1 lớp bố, ống 2 lớp bố, và chúng tôi có thể nhận bấm những cái loại đầu khác nhau. Đây chị các bạn xem, đây là những loại đầu. Thì cái ống này khi sau khi chúng tôi báo giá mét xong rồi, chúng tôi sẽ báo giá bấm hai cái đầu. Ống thì có rất nhiều loại ống anh chị các bạn, anh chị các bạn cứ cho chúng tôi biết là cái quy cách cụ thể ống mấy lớp bố, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể. Đây. Thì cái loại hàng này thì chúng tôi có thể bấm đầu rắc co. Đầu rắc co là đầu như thế này anh chị các bạn này. Đầu rắc co. Và để bấm đầu rắc co thì chúng tôi sẽ đút cái cốt này vô trong ống, và chúng tôi có một cái đầu lót ngồi bên ngoài. Đầu lót bên ngoài một bộ của nó đây. Bộ của nó đây để chúng tôi đây, chúng tôi để đây và chúng tôi sẽ đưa vô và chúng tôi bấm. Thì chúng tôi bấm đầu rắc co lồi và rắc co côn và rắc co lõm. Rắc co đầu lõm và rắc co đầu côn. Thì cái đầu một đầu rắc co và một đầu răng ngòi đây, cái đầu răng ngòi đó anh chị các bạn. Đây. Chúng tôi sẽ bấm cái đầu răng ngòi như vậy đó. Thì anh chị các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ công ty chúng tôi sẽ báo giá cụ thể từng loại hàng và bấm đầu anh chị các bạn theo yêu cầu. Chúc mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.